phút xe tới chung cư Nguyễn Trãi phải không ạ? Nhẹ nhàng cứ tới đây quên đi như một giấc mơ. Biết trước sẽ đau nên chẳng còn bất ngờ. Đợi nhau tới 16 năm, còn bây giờ vừa chia tay một cái, 16 giây sau là quên nhau cái bạc. Cái đó là tại vì anh chưa gặp được đúng người thôi. Làm sao tìm được đúng người?